Đệ nhất tiểu thuyết gia võ hiệp Kim Dung qua đời, người hâm mộ bàng hoàng. Thông tin tiểu thuyết gia võ hiệp nổi tiếng Kim Dung qua đời khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào chiều 30 tháng 10, nhà văn Kim Dung đã trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Hồng Kông do tuổi cao bệnh tật, hưởng thọ 94 tuổi. Sự ra đi của ông để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người hâm mộ. Kim Dung sinh ngày 6 tháng 2 năm 1924, tên thật là Tra Lương Dung. Ông là một trong những nhà văn có tầm ảnh hưởng nhất của văn học Trung Quốc hiện đại. Dưới ngòi bút của mình, Kim Dung đã cho ra đời hàng loạt tiểu thuyết võ hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ, Lộc Đỉnh Ký, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Sự nổi tiếng của những bộ truyện đó khiến ông được coi là người viết tiểu thuyết võ hiệp thành công nhất. Các tác phẩm của ông đã được chuyển thể nhiều lần thành phim truyền hình, điện ảnh và đều gặt hái những thành công vang dội. Ngoài ra, Kim Dung còn là người đồng sáng lập của nhật báo Hồng Kông Minh Báo, ra đời năm 1959 và là tổng biên tập đầu tiên của tờ báo này.